vô lượng vô số vô biên vô sở hữu. Nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu, do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết năm loại mắt, sáu phép thần thông, lần lượt cũng vô sở hữu. Năm loại mắt, sáu phép thần thông vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng lần lượt cũng vô sở hữu. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, lần lượt cũng vô sở hữu. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lần lượt cũng vô sở hữu. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết dự lưu Nhất Lai, bất hoàn A La Hán, độc giác Bồ Tát Như Lai, lần lượt cũng vô sở hữu. Dự lưu cho đến Như Lai vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt của vô sở hữu